Từ nhiều ngày qua, giá ớt tăng cao khiến người trồng ớt tại Quảng Ngãi vui mừng, tất bật thu hoạch. Xã Bình Dương, huyện Bình Sơn là địa phương có diện tích vùng chuyên canh trồng ớt lớn của tỉnh Quảng Ngãi với hơn 100 hecta. Theo nhiều nông dân, từ tuần này giá ớt lên từ 25.000 đồng đến 26.000 đồng một ký. Trung bình giá ớt ở ngưỡng 20.000 đồng đến 26.000 đồng một ký. Trong cả vụ và đỉnh điểm tăng giá ớt đầu vụ từ 40.000 đồng đến 43.000 đồng một ký. Giá ớt liên tục tăng khiến nông dân có lãi từ chục triệu đến vài chục triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hồng, xã Bình Dương cho biết đã trồng một sào ớt với 1.500 cây thuộc giống ớt hiểm. Do vào vụ muộn nên giờ mới bắt đầu thu hoạch. Năm nay giá ớt cao gấp nhiều lần so với các năm nên mang lại thu nhập khá. Bà bán khoảng 4 tạ ớt, thu lãi khoảng 6 triệu đồng. Còn ông Nguyễn Ký, xã Bình Dương chia sẻ, mới bán được khoảng 9 tạ ớt, thu hơn 20 triệu và vẫn đang tiếp tục thu hoạch. Người dân bắt đầu xuống giống từ tháng 11, tháng 12 năm ngoái và tháng 4 bắt đầu vào thu hoạch kéo dài đến tháng 6, tháng 7 là hết mùa. Nhiều năm nay, cây ớt trở thành cây chủ lực phát triển nông nghiệp địa phương. Được đăng ký nhãn hiệu ớt Bình Dương, đồng thời Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Dương đang làm sản phẩm OCOB. Ông Bạch Hùng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Dương cho biết, mặc dù thời tiết bất lợi, nhiều ruộng ớt thu hoạch muộn, nhưng giá ớt tăng cao nên người trồng ớt khấm khá hơn. Với diện tích 100 hecta, bình quân mỗi sào thu hoạch 1 đến 1,2 tấn một sào, từ 20 đến 25 tấn một hecta. Giá ớt đang ở mức 20.000 đồng đến 26.000 đồng một ký, thu nhập đạt hơn 400 triệu đồng một hecta. Xã Bình Dương đang đầu tư xây dựng nhà sơ chế biến nông thủy sản và xây dựng kho lạnh, kho bảo quản, đầu tư máy móc thiết bị, tiến tới đưa sản phẩm chất lượng đến thị trường. Dự kiến hoàn thành năm 2023, địa phương cũng liên kết các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho nông dân, và việc này được thực hiện từ nhiều năm nay. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, vụ đông xuân 2022-2023, toàn tỉnh trồng hơn 878 hecta ớt, tăng hơn 213 hecta so với kế hoạch. Các địa phương có diện tích trồng ớt lớn của tỉnh gồm Bình Sơn, Mộ Đức, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa. Thị trường tiêu thụ ớt của tỉnh vẫn phụ thuộc thị trường Trung Quốc. Nếu giá ớt tăng, nông dân thu lãi lớn và ngược lại. Do vậy, hình thành các vùng chuyên canh, liên kết doanh nghiệp là hướng đi mang lại thu nhập ổn định và phát triển kinh tế địa phương.